Sinh con thuộc 6 con giáp này, cả đời gặp may, giàu sang vô đối, tiền bạc ùn ùn kéo về nhà. Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị thân mến, theo quan niệm tâm linh của người Việt thì con cái là của trời cho, là lộc trời cho. Vậy nên không có gì là ngạc nhiên khi mà mọi em bé sinh ra đều ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của cha mẹ. Có những em bé trời định mang lại cái số mệnh quý nhân, không chỉ được hưởng phúc phận trời ban mà còn có thể đem lại cái may mắn cho cả gia đình. Chính vì vậy, có thể khẳng định cái thời điểm sinh em bé sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến cái cuộc sống của em bé sau này. Bởi mỗi con giáp thì đều mang trong mình những cái tính cách và cái vận mệnh khác nhau. Và theo các chuyên gia tử vi thì cho rằng 6 năm được coi là năm hoàng đạo. Những em bé mà sinh vào những cái năm này thì chính là thiên tử. Sau này lớn lên sẽ rất là thông minh, sáng dạ. Nhờ được hồng phúc của những em bé này mà con đường công danh, sự nghiệp, tài vận của cha mẹ cũng được như được chắp thêm đôi cánh, ngày càng hanh thông, tốt đẹp và viên mãn hơn. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Sinh con thuộc 6 con giáp này, bố mẹ rước thần tài về nhà, cả đời gặp may, giàu sang vô đối. Theo tử vi học phương Đông ấy, thì ngày tháng năm sinh âm lịch ảnh hưởng rất lớn đến cái số mệnh của mỗi em bé. Có những cái cô bé, cậu bé vừa lọt lòng đã được trời định sẵn một cuộc sống giàu sang phú quý, cả đời được ấm êm. Không chỉ thế, những em bé này còn mang đến nhiều cái tài lộc, may mắn, giúp cho bố mẹ đổi đời, làm ăn thì phất lên như diều gặp gió. Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi để biết những con giáp sẽ khiến cho bố mẹ không cần phải quá vất vả mà vẫn giàu có, tài lộc từ đầy nhà. 1. Em bé tuổi Thìn. Ngay từ khi lọt lòng, những người cầm tinh con rồng đã được trời phú cái phẩm chất là cao sang, phú quý, luôn được quý nhân dốc lòng phù trợ. Những người tuổi rồng ấy thì vốn dĩ là thông minh, lại mạnh mẽ, cương trực, nên là có tố chất làm lãnh đạo, luôn theo đuổi cái mục tiêu tới cùng, và với nhiều cái ý tưởng tuyệt vời của mình, họ đã làm nên những cái điều phi thường khiến cho những người khác phải nể mình mà thán phục. Các cô cậu bé tuổi Thìn ấy thì luôn được quý nhân phù trợ trên mọi phương diện của cuộc sống, từ tiền tài đến tình yêu, đặc biệt là những em bé sinh vào tháng 2 này, tháng 3 này, tháng 4 này, tháng 7 và tháng 8 âm lịch. Và nếu may mắn mà sinh trúng vào cái ngày mùng 1, mùng 10 hoặc là ngày 30 ấy, thì cả đời ấm no, giàu có, phúc lộc đầy nhà. Những đứa trẻ này đa số là học hành giỏi giang, ngoan ngoãn, lớn lên thì có cái sự nghiệp thành đạt, hứa hẹn một cuộc sống hạnh phúc và ấm no. Thứ hai là em bé tuổi Mão. Tự thân tuổi Mão từ khi sinh ra đã thông minh, ôn hòa, điềm tĩnh và gặp khá nhiều may mắn trong cái cuộc sống sau này. Khi gặp phải những cái khó khăn ấy, những cái thử thách trong cái công việc hoặc là trong cuộc sống lẫn gia đình thì những may mắn đó sẽ xua tan những cái điều hung dữ. Mọi chuyện thì rồi cũng sẽ sớm trở về quỹ đạo tốt mà thôi. Không những tự bản thân gặp nhiều cái may mắn, mà những em bé tuổi Mão ngay từ khi sinh ra đã mang đến cho cha mẹ những cái niềm vui, cái sự hạnh phúc vẹn đầy. Tuổi này ngay từ nhỏ đã rất hiểu chuyện và rất nghe lời. Hiếm khi mà làm chuyện gì khiến cho cha mẹ phải phiền lòng, phải lo lắng. Quá trình lớn lên là một chặng đường dài mà những em bé tuổi Mão cần phải gì? Học cách trưởng thành trong cái cuộc sống tự lập sau này. Sinh con tuổi Mão thì cha mẹ có thể để tâm vào những chuyện khác mà không cần phải lo nghĩ quá nhiều về cái con cái. Bởi vì đứa trẻ này sinh ra cái trung vận và hậu vận gì của những người làm cha làm mẹ đã được trời định là ngồi hưởng phúc của con cháu. Gia đạo thì an yên, sức khỏe thì dồi dào, tiền tài thì rủng rỉnh. Chỉ cần tận hưởng cái cuộc sống, cái lúc về già mà thôi. Tuổi Mão sinh vào các năm 1999, 2011 hoặc là 2023 sẽ mang lại nhiều may mắn cho cha mẹ, nhất là về sức khỏe. Gia đình thì lúc nào cũng được an vui, êm ấm. Thứ ba là em bé tuổi Ngọ. Thì những đứa trẻ cầm tinh con ngựa thì mang trong mình cái tính cách khá là độc lập, hào sảng, linh hoạt, thích ứng nhanh với những cái thay đổi đột ngột trong cuộc sống. Họ luôn biết cách
biến cái thách thức của họ thành những cơ hội để thể hiện cái sức sống mãnh liệt, cái sự kiên cường của mình. Đây cũng chính là con giáp mà được phúc khí song toàn nhất trong 12 con giáp. Những cô cậu bé tuổi Ngọ ấy thì thường có nét tính cách và đặc điểm khá là giống nhau. Họ thường thích là tự do ngao du, thích thử sức trong những công việc, đến từ công việc này đến công việc khác, và luôn chạy theo những con đường riêng do chính họ lựa chọn. Đây cũng chính là cái con giáp mà đứng trong một trong những con giáp vừa tài giỏi lại vừa có phúc, luôn biết cách tận dụng cái mọi cái vận may để biến thách thức thành những cơ hội trong cuộc sống. Những người thuộc con giáp này ấy, thì luôn đặt cái tình cảm của gia đình lên hàng đầu, cố gắng làm mọi cách để xây dựng cái cuộc sống ấm no, hạnh phúc và mang đến nhiều cái phước lành cho gia đình của mình. Những người cầm tinh tuổi Ngọ ấy, thì rất may mắn và thành đạt về sau. Ngay cả khi không sinh ra trong gia đình giàu có thì họ cũng luôn có rất nhiều cái tham vọng. Bất kể là nam hay là nữ thì điều đó đều mang lại cái hy vọng rất lớn cho gia đình. Em bé mà thuộc con giáp này sẽ giúp cho gia đình có cuộc sống sung túc, thịnh vượng, mang đến cái phước lành cho gia đình. Đặc biệt là những em bé sinh vào năm 2014, 1990 hoặc là 2004 thì thật sự là có tương lai sau này sẽ rất là hứa hẹn. Thứ tư là em bé tuổi Dậu. Thì đứa trẻ tuổi Dậu luôn có sự rực rỡ, cao quý và vinh quang. Và tất nhiên là một trong số những con giáp mang lại cái may mắn cho cha mẹ thì không thể thiếu những người tuổi Dậu. Những đứa trẻ cầm tinh con gà thì thường thông minh, tài giỏi. Trong mệnh thì có chứa kim, vậy nên là tức là gì? Tiền tài thì hanh thông, phúc lộc thì không hề nhỏ. Ngoài ra, những đứa trẻ này còn mang lại cái sự thịnh vượng, thúc đẩy cái may mắn về tài lộc cho cha mẹ. Nhất là những người làm kinh doanh, buôn bán ấy, sinh được con tuổi Dậu thì ví như là gì? Hổ mọc thêm cánh, tài vận thì hanh thông, thoáng đạt, khiến cho người khác phải ngưỡng mộ. Những đứa trẻ tuổi Dậu sinh vào các năm 2005 là Ất Dậu hoặc là 2017 Đinh Dậu sẽ mang lại nhiều may mắn và tài lộc cho gia đình. Cuộc sống thì ngày càng tốt đẹp và phú quý. Đó là những em bé tuổi Dậu. Thứ năm là những em bé tuổi Tuất. Thì những tuổi này ấy, thì từ lúc nhỏ đến lúc lớn thì đều rất là lanh lợi, sáng dạ, có con mắt tinh tường, nhìn thấu mọi vấn đề ở những cái khía cạnh khác nhau mà người khác đều không chú ý đến. Nhờ phúc đức có được ấy, mà họ gặp được quý nhân giúp đỡ, nên là có chuyện là khó khăn ấy, thì cũng sẽ sớm được ổn thỏa. Họa thì sớm chuyển thành phúc, hung thì sớm thành cát. Tuổi Tuất lúc nhỏ thì có thể vất vả, chịu nhiều cái thiệt thòi hơn là những con giáp khác, nhưng về trung vận trở đi sẽ gặp nhiều cái hanh thông thuận lợi trên con đường sự nghiệp, trên con đường danh lợi của mình. Đa phần tuổi Tuất thì thường trưởng thành rất là thành công trong cái sống trong nhung lụa và được nhiều người tôn trọng. Nếu mà sinh con tuổi Tuất thì sự nghiệp, tiền tài và địa vị của bậc làm cha mẹ sẽ như cá gặp nước, như diều gặp gió, chỉ có lên mà không bao giờ có xuống. Những đứa trẻ tuổi Tuất nếu mà sinh vào các năm 2006 hoặc là 2018 sẽ giúp cho cuộc sống của cha mẹ thuận lợi, tốt đẹp hơn bội phần. Thứ sáu là em bé tuổi Hợi. Thì bé tuổi Hợi rất thích tự lập với cái cuộc sống của mình. Từ lúc bé thì các em bé đã có ý chí sinh tồn cực kỳ mạnh mẽ mà không dựa dẫm nhiều vào bố mẹ. Đa số thì chúng có tính cách độc đáo và vô cùng sáng tạo. Bất kể làm việc gì thì chúng cũng làm nhanh hơn người khác. Nhờ vậy mà thành công đến với chúng cũng khá là sớm. Dù không phụ thuộc vào gia đình nhưng mà chúng lại gì yêu thương bố mẹ vô cùng. Bất kể cuộc sống có đầy đủ như thế nào thì những đứa trẻ tuổi Hợi luôn tâm niệm là phải phụng dưỡng, chăm sóc cho cha mẹ về cuối cuộc đời. Các bé tuổi Hợi thì nhìn chung đa phần là những người giỏi giang, xuất chúng. Đã vậy, họ còn luôn gặp may trong cái vấn đề về tài chính. Chính vì vậy mà chúng luôn là cái niềm tự hào của cả gia đình. Sở dĩ những người tuổi Hợi liên tiếp gặp may trong cái cuộc sống là do là gì? Có phúc tinh chiếu mệnh, chuyển nguy thành an, gặp hung thì hóa cát, chuyện lớn thì hóa nhỏ, chuyện nhỏ thì coi như là không có. Đặc biệt là những em bé sinh vào các ngày mùng 8, ngày 18 và ngày 28
vào các tháng 1, tháng 2, tháng 4, tháng 9 và tháng 11, thì cuộc sống thì càng trở nên sung sướng, gia đình thì ấm cúng, trong ấm ngoài êm, tài vận thì thuận buồm xuôi gió và có số làm quan to, được thừa hưởng nhiều cái phúc lộc. À, quý vị thân mến, con cái chính là cái tài sản lớn nhất của cha mẹ. Bởi vậy, ngay từ khi bắt đầu lập gia đình cho tới khi mà tính đến chuyện sinh con đẻ cái, thì chắc chắn bất kỳ ai trong chúng ta cũng có những câu hỏi: tuổi của mình nên sinh con tuổi nào là hợp lý, hay là mình nên sinh con vào những cái tuổi nào để hợp mệnh, để cho cuộc sống của gia đình được hòa thuận và hạnh phúc, đúng không ạ? À, vừa rồi tôi đã chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những em bé sinh vào những năm nào thì có được cuộc sống giàu sang phú quý, hạnh phúc trọn đời và mang lại cái phúc khí, mang lại cái may mắn cho cả gia đình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.